mọi người nghe. Hôm nay là mùng 3 nha các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một cây mài nó quái thôi nha các bạn, chứ không có gì khác nha. Đây nè các bạn, các bạn coi cái hoa hôm nay nó nở hoa nè. Nó nở từ lát đá từ bữa mùng 1 tới giờ các bạn. Cây này nở không có đều mà dồn một lần như những cây khác nha các bạn. Dù gì nó cũng là bonsai mini nha các bạn nha. Rất là nhỏ chứ để bàn đây các bạn nha. Cái này cái chậu mình nuôi nó trong cái chậu khoảng 2 tấc thôi các bạn. Chậu 2 tấc so với cái điện thoại này các bạn ha. Nó khoảng 2 tấc thôi. Còn cái gốc nó này các bạn. Đây cho các bạn coi sơ cái gốc nha. Nó có gốc rất là quái nha các bạn nha. Ha, cực kỳ quái luôn. Các bạn coi đây. Đồng thời nó quấn như con rắn vậy đó các bạn. Nhưng mà nó quấn kiểu không có tuyệt đối như rắn, mà chỉ là quấn cục dồn lên trên thôi các bạn. Nhưng mà lên trên thì chưa được, không có tạo được cái phần trên giống như con rắn nha. Nhưng phần khúc dưới thì nó hơi quái nha. Cái này hôm đó mình không bán nha, chứ nếu mà mình bán thì mình bán đã lâu rồi các bạn. Nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cái này có 3 cọng rễ nè các bạn nha. 3 cọng rễ nè, đây một cọng bìa nè ha. Và đây một cọng nè ha. Đây một cọng, 3 cọng đó các bạn. Nếu mình moi ra đây nó sẽ có thêm một cái lỗ nha các bạn nha. Cái này qua năm sau mình đôn, là giờ bữa mình đôn lên là phải lòi cho 3 cái rễ này ra nha các bạn nha. Rồi nổi lên. Cái này chắc khả năng mình sẽ trồng ở trong đất nghe, chứ không trồng sơ dừa với trấu nha các bạn nha. Để cho mình tạo ra bộ đế cho nó đẹp chút xíu có rễ nha. Chứ mình trồng sơ dừa với trấu là bộ rễ nó sẽ không đẹp nha các bạn nha. Này, trồng đất thì bộ rễ nó mới đẹp. Thân được cỡ này rồi các bạn, nhánh tàn chi tương đối đầy đủ rồi nè các bạn. Ha. À, cho nên bây giờ mình chỉ cần tạo bộ rễ nữa thì thôi là tuyệt vời cây này nha các bạn nha. Rất là quái các bạn, coi cái thân nó chỉ có bay lớn vậy thôi, nhỏ hơn cái điện thoại mình nha. Năm sau mình nuôi thêm một năm nữa là hy vọng cái thân nó bằng cái điện thoại này nha, chứ không khả năng nó cỡ này á nha. Còn các bạn coi cái bông của nó là rất là to nha các bạn nha. Hoa rất là to nha, to hơn cả cái điện thoại mình nè, chứ không có nhỏ đâu nha. Này các bạn coi nè ha, ốp vô cái điện thoại mình ha. Ốp coi các bạn coi, nó vẫn còn lũ rìa ra hai bên nè, thấy không? Lũ rìa ra ta. Đây. Những lũ rìa ra hai bên ha các bạn ha. Lớn cái điện thoại này tí nha. Cái này Nokia gì gì đó, giờ không biết. Mà tôi nói chúng tóm lại là cái hoa này rất là to. Nó nở hồi sáng các bạn, giờ là chiều rồi nha. Cho nên nó cái nhụy trong đây nó không còn nha các bạn. Nhưng sáng sớm á, cái nhụy này mà nó bung ra mới nở nó thơm dữ lắm nha các bạn nha. Không biết các bạn có để mai nó thơm hay không, nhưng mình để thấy là rất là thơm, cực kỳ thơm nha các bạn. Đặc biệt là những gốc mai dảo, mai nguyên thủy á, nó thơm dữ lắm. Mai ghép này cũng thơm nhưng mà không bằng, là mai ghép này tùy theo giống hay sao á. Giống này thì mình cảm thấy nó thơm không bằng những cây mai mà mấy cây mai tàn á, xài mai tàn mà dù là dọn loại giống nào đi chăng nữa mùi thơm nó cũng cực kỳ nha các bạn nha. Còn khi mình ghép cây mai loại nguyên thủy, cây này nguyên thủy á, thì nó vẫn rất thơm, nhưng mà khi ghép vô sao cái mùi thơm nó lại không có bằng cái thằng nguyên thủy mình để trên gốc không ghép nha các bạn, gốc tàn của nó nha. Cái này nó nở lác đác này các bạn ha, nó nở không rộ nha các bạn nha. Nhưng tuy nhiên cũng có những cái bông nó tàn nè các bạn. Mấy cái này nở bữa 30 mùng 1, cây này là 30 nó nở rồi nha các bạn. 30 nở chỉ có 2 bông thôi. Bông mùng 1 nó nở được mười mấy bông á. Rồi mùng 2 lác lai lai tới bây giờ nha các bạn nha. Bắp cũng là rất nhiều nè các bạn, còn rất nhiều. Và thậm chí còn những cái nút chưa nở hết, cái nút này không phải bị cháy đâu nha các bạn nha. Nha. Nó cháy cũng đúng, mà không cháy cũng đúng, tại vì nút này vẫn nở. Những cái nút trước khi nó bung ra những cái này á, nó vẫn bị cháy như này các bạn. Chứ phải nó không bị nha, vẫn nở, vẫn bung vỏ lụa nha, vẫn bung trấu nở bình thường nha. Còn cái loại mà nút trái mà trái đen luôn đó không bung nha các bạn, khác nữa nha. Có loại nó trái mà trái đen hết luôn á các bạn, là nó không bung vỏ trấu luôn á. Còn thằng này thì nó không bị trái đen hết, nó chỉ nám thôi, cho nên nó vẫn bung bình thường. Nám này là do một phần nắng nha các bạn. Những cái mai này mình khi mình để trên chợ nắng dữ lắm các bạn, nắng khiếp lắm, cho nên không nụ nào mà chịu nổi đâu. Giữa một bãi đất trống mà phần nắng suốt thì chịu nổi. Cái chậu này từ sáng tới chiều là nó khô rang, tới trưa thôi, tới chiều là khô rồi các bạn. Quý bạn lượng nắng cỡ nào ha, các bạn có nó bung lụa hết nè, thấy không? Dù thấy đang đeo vẫn bung nè, thấy các bạn thấy không? Thấy không? Bung ra trong là vẫn xanh bình thường, thằng này cũng vậy bung nè các bạn. Thấy không? Mấy trái đen vẫn bung nè, thấy không? Tất cả đều bung hết nha, chứ không phải là không bung nè, các bạn coi nè. Bung chưa? Thấy không? Tất cả đều bung hết. Chỉ có như nút trái đây, nhưng này là không bung nè các bạn, này trái đen này là tiêu nè. Đó, trái và trái khô luôn là khác nha các bạn nha. À, đây nè, trái khô nè các bạn. Đây, những thằng trái khô nè.
Đó, thấy không? Những thằng này thì nó tuyệt đối là không có bung rồi. Nó không trái khô, thấy không? Này cũng vậy nè. Cũng có vài cái trái khô nè các bạn thấy không? Khô gãy luôn nè. Đó, đây, đây là một góc tuyệt đối đẹp nha các bạn. Các bạn cho các bạn coi từ dưới lên tới trên nha. Nó chỉ ở trên là nó thiếu, hơi thiếu thân lắc một chút xíu. Qua năm mình tạo lại nha các bạn nha. Nuôi tạo lại nha. Cái loại bonsai này là mình nuôi cực kỳ sống, sống chứ không có chết đâu nha các bạn nha. Tuyệt đối nuôi được sống rất mạnh mà khi mà cái tuổi độ tuổi nó cỡ này đó các bạn. Lúc trước nuôi mà lớn bé lớn như rất là lâu nha. 4-5 năm mới được gốc vậy đó. Nha. Trung bình gốc này khoảng 4 năm. Tính từ lúc ghép nó khoảng 4 năm mới được bé lớn như này các bạn. Cái này coi chắc khoảng 5 năm rồi chứ không ít. Bắt đầu từ năm này trở lên lớn lẹ lắm các bạn nha. Lớn lẹ cực kỳ luôn. Các bạn có thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Cực kỳ. Hy vọng mình nuôi cái này mốt bộ đế nữa là nó là tuyệt vời luôn các bạn nha. Để nghiên cứu cho em nó một cái chậu. Ha, xong rồi nuôi trong phần đất tạo thêm cho bộ rễ nữa. Năm sau là em nó phải mượt mà hơn năm nay nha các bạn nha. À, đây một cây nữa nè các bạn. Đây, cây này còn có củ nè các bạn nha, có nu nha. Các bạn đừng hỏi tôi tại sao cây này tới giờ này không nở nha các bạn nha. Cây này là tôi lặt lá bữa 20 nha. Nè các bạn coi là lá 20, các bạn coi những cái nút của nó cũng bị nâu nè, trái đen nè các bạn thấy không? À. Nắng trợ vẫn trái đen nè các bạn thấy không? Nắng khiếp lắm, nắng tinh nên mà. Đừng nói tới trái đen như vẫn bung nè. Các bạn thấy bung lụa không? Vẫn bung bình thường ha. Chúng phải trái vậy là không bung đâu nha. Chỉ có trái kiểu hồi nãy mấy cái nút nhỏ nhỏ nãy cho mình coi, như cái nút này trái vẫn bung nè các bạn. Đây nè. Thấy không? Thấy nó vậy cho nó vẫn bung nha các bạn nha. Đây. Bung chứ không phải là không bung nha. Những cái là bung cái bông nó không to như mấy người khác thôi. Chứ bung nút nhỏ. Không có nhúc nút này bị trái hết các bạn coi, cây này đa số là bị trái hết nè các bạn không? Nhưng mà vẫn bung. Bung không đều nha các bạn nha. Tại vì cái thân này nó nhỏ mà mình nuôi trong cái chậu nhỏ này quá, đương nhiên sức với phân bón nó sẽ không đủ cho nên nó sẽ không, cái cây nó sẽ không bung đều nha các bạn. Không bung một lần mà nó phun lác đác. Mình thì thực thật thì mình thích những cây bung lác đác như những cây này các bạn. Nó không các bạn thấy không? Vậy nè. Nó cứ lưng phiên mà nó bung, cây này cũng vậy nè các bạn. Là nó lỡ này ra lên ra cây này nó nở tới 16, 17 vẫn còn nở nha các bạn nha. Cái cây này nè. Còn những cây nở rộ nó đẹp, đẹp thiệt, nó nở một lần các bạn. Như mấy cái bông này nở một lần á. Nếu các bạn không mà xài cái thuốc mà chống rụng cánh hoa mà hôm đó mình nói á, nếu mà để lâu mà nó suy cây á, loại thuốc đó đó nha, thì nó sẽ rụng rất là mau. Như các bạn coi nè, nó rụng đầy như vậy nè, sẽ không đẹp. Mình xịt thuốc đó vô á, nếu mà nó nở rộ á, là buộc phải xịt cái thuốc đó vô thì nguyên cái cây nó sẽ vàng rực y như một cây mai giả. Rất là đẹp nếu mà xài thuốc. Còn nếu không xài thuốc thì những cái cây mà nó nở lát đá lát đá như vậy vẫn đẹp hơn các bạn. Nói chung là ngày nào mình cũng có bông. Đẹp cực kỳ. Cái cây này á, lúc mình mua á, là chẳng qua là mình lựa những cái cũ này nè các bạn. Nên 20 mình mới lặt lá nha. Mình vô vườn thì nói chung là anh chủ vườn ảnh quen. Rồi tôi muốn lựa cái nào tôi lựa. Cho nên cho mình lựa thoải mái. Cho mình lựa những cái cũ này nè, những cũ như cái nuôi nè. Để về mình nuôi lại. Những cây này chủ yếu là mình nuôi nha các bạn nha. Nuôi lại nha các bạn, nuôi lại cho năm sau nha. Chứ không phải là nó tự nhiên mà mình lấy những cây không nở này đem về để mình bán đâu nha. Tại vì thực chất cây này mình không cần nở. Ai thích mua thì mua, ai không mua thì mình để mình nuôi. Vậy thì những cái hàng mà loại có nu có cũ này rất là hiếm. Hiện tại giờ mình còn khoảng hơn 30 gốc như vậy. Mình lấy hơn 100 gốc. Nhưng bán hết rồi còn khoảng 30, hơn 30 gốc. Tại vì chợ năm nay nó cũng vất vả không như mỗi năm đó các bạn. Cho nên còn lại khoảng 3 mấy gốc. 3 mấy gốc này mình nuôi nha các bạn nha. Nếu ai mua thì cứ gọi số điện thoại cho mình. Mình xếp ngay giá nó cũng hơi chát chứ không có rẻ đâu nha. Nói trước là giá chát nha. Anh em nào mà được thì mua, không được thôi cũng đừng nói lời nặng nhẹ chút xíu nha. Tại vì cái hàng này thì tuyệt đối nó không có rẻ được nha các bạn nha. Nuôi được cái nu như vậy, cũ như vậy là rất là cực nha các bạn nha. Đã rẫy quấn rồi, quấn rễ rồi mà tạo được một cái nu như vậy rất là khó chứ không phải dễ. Các bạn cứ để ý những cái mai ngoài chợ hay những cái mai nhà đó, đa số là ít có cái nu này lắm. Thân ở dưới đi lên có mấy cọng rễ thôi, chứ nu như vậy là rất là hiếm nha các bạn. À, nu như vậy nè. Không, cái này gọi là quấn rễ mà cũng tạo ra được một cái nu nè. Không, cây này cũng vậy. Những cái mai của mình đa số đều giống như vậy hết. Vấn đề là cái nu này lớn hay là nhỏ thôi. Mình gọi là 30 gốc đều vậy. Để hôm nào mình rảnh rồi mình chia sẻ với các bạn cách nuôi lại cái mai này, xả tàn thay chậu cho nó nha. Xả tàn mai này thay chậu và cách bón phân bón rễ cho cái loại cái mai này nha các bạn nha. Cái loại này nuôi nó tương đối nó khác cái loại mai tàn chút xíu nha các bạn nha. Nhưng cũng cực kỳ dễ nuôi, không khó. Loại mai này chỉ khó ở một điểm duy nhất thôi, là tạo lại cái chi nè các bạn.
Tại mai bonsai các bạn không tạo được chi á, không tạo chi mà không muốn chi nó rất là xấu nha. Chứ không giống mai tàn các bạn thả cửa sao nó lên cũng được. Còn thằng này là phải tạo là cái chi nha. Uống nắng là cái chi nó hơi cực, hơi vất vả hơn do cái chi thôi. Cái cách nuôi thì nó cũng không khác bao nhiêu so với cái mai tàn đâu nghe các bạn. Mai tàn dễ nuôi hơn. Mai này cũng dễ nuôi nhưng mà vất vả hơn là chỗ cái tạo chi nè. Tạo chi, tạo nhánh là cho cái mai này. Có nhiều người mình đi bán, nhiều người hỏi cái mai này nuôi sống không. Xin thưa với các bạn, mai này nuôi sống, cực kỳ sống, sống với nó sống 100%, sống tốt, sống mạnh, sống khỏe luôn đó. Không bao giờ có trường hợp chết, mình nuôi cái mai này rất là nhiều rồi. Cũng có chết nhưng mà rất hiếm, chết là do cái thân dưới này các bạn, xử lý không kịp với quên để khô nước nó mới chết thôi. Chứ không khô nước không chết nha các bạn nha. Cái này thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách nuôi nó sao, chắc khoảng mùng 4, mùng 5 gì đó mình sẽ làm. Còn bây giờ thì mới mùng 3 mình chưa làm, mà không có tiện, mùng 3 thì mình không có tiện chia sẻ đấy. Nhưng mà cắt những cái bông hoa này mình không cắt nha các bạn nha. Mình để cho đẹp thôi. Tại vì còn Tết mà, vẫn còn mùng thì dần còn để hoa nha. Không bỏ hoa. Đẹp không? Không, các bạn sáng sớm cứ để cho hửi mùi thơm thì thơm lắm nha. Cái mai nhà bạn nở. Các bạn để ý, nếu mà nở rộ là nó thơm bưng phức trong nhà luôn. Còn nếu mà ít thì các bạn là hửi gần cái hoa mới nghe nha. Đây cây này mình cũng để cho nó nở bông, chắc vài bữa mình cũng xả tàn thôi. Như cái bông này thì ngày mai chưa nở đâu, ngày mốt này các bạn. Cây này chắc mùng 5 mới nở. Mùng 5 nở những bông bự này nè. Đây. Mùng 5. Ha, rồi nó nở. Đây cây này ngày mai cái nút này là mai nở nè, vàng vàng nè. Ha. Nó lè lưỡi vàng á là ngày mai nó sẽ nở. Đó, những cái chậu này là hiện tại vẫn xài chậu 2, chậu này chậu tấc 8 này các bạn. Chậu này chậu tấc 8 nó nhỏ hơn gấp cái chậu kia. Nhưng mà khi mình nuôi lại cái này là phải nuôi lại chậu 25 hay tấc rưỡi hoặc là chậu 3 tấc. Ha. Rồi, để vài bữa mình làm clip mình chia sẻ với các bạn lên cái phần nuôi này lại nha. Và anh em nào mà có nhu cầu mà mua lại những gốc mai này á, phần nào đó mình thì comment cho mình biết để mình làm một clip và mình sẽ đánh dấu từng số những gốc mai để mình ship cho anh em dễ nha. Nhưng mà nhắc lại với anh em là giá cũng chát nha, chứ không có rẻ đâu nha. Khi nếu mà mình làm clip rồi thì mình sẽ báo giá từng cây. Còn bây giờ thì mình không báo giá nha. Tại bây giờ mình chưa có lựa ra được. Tại có gốc lớn, gốc nhỏ, nu lớn, nu nhỏ, tàn lớn, tàn đàn, rồi tàn lớn, tàn nhỏ, rồi gốc đẹp, gốc xấu nữa. Nó nhiều dạng lắm. Nhưng mà cũng tùy theo sở thích à. Có khi gốc đó đối với mình không đẹp như mình bán rẻ chút xíu, nhưng đối với các bạn thì các bạn thích. Cho nên không biết trước được đâu mà mình nói trước nha. Bây giờ là không báo giá. Clip này chỉ làm cái dạng như hình thức, clip này là clip khoe hàng đi các bạn. Khoe là những gốc mai nó có nu, thân đẹp đồ ha. Chỉ có mai bonsai đẹp vậy thôi, chứ không có gì khác hết. Bạn coi nó rất là nhỏ so với cái điện thoại này các bạn. Cực kỳ nhỏ, không có lớn đâu nha. Đó, quay sát cái nu này cho các bạn coi cái coi. Đó. Nu nè. Cái này các bạn yên tâm nha, chà ra hết nha các bạn nha. Nó đang lớn, nó lớn từ từ thì cái này nó tróc ra từ từ các bạn. Tróc lớn là nó sẽ láng giống như gốc này nè các bạn. Chỉ sớm với muộn là nó sẽ láng như vậy thôi ha. Đảm bảo với các bạn là nó sẽ láng. Tại vì cái này á, cái gốc bên đây là cái thân nè các bạn. Cái thân quấn lên nè ha. Còn bên đây là từ cái bộ rễ nha. Cái này là cái rễ nha các bạn nha. Cái này lưu ý các bạn, cái này là rễ nha. Rễ quấn nè. Rễ quấn cho nên nó có cái hộp này nhiều hơn nè ha. Còn cái thân các bạn để không có nè. Thấy chưa? Cái này là cái rễ quấn nên tạo ra một cái nu vậy nha các bạn nha. Cũng có gốc quấn rễ mà quấn thân nó cũng tạo ra được một cái nu như vậy, chứ không phải là rễ nha. Cái đó để mình quay những gốc đó về cho các bạn coi sao nha. Còn cái này là thân quấn, các bạn coi nó láng hơn nè. Thấy không? Thân quấn láng hơn nè, thấy chưa? Còn là các bạn coi nè, hai bạn coi hai gốc sát bên dễ coi hơn nè, thấy chưa? Một phần thân quấn láng, một phần rễ quấn. Nó sần sùi, nó sừng sừng lên vậy nè. Cái này thì các bạn lấy tay chà cũng được, hay bằng tải chà cũng được nha các bạn nha. Cái này các bạn nuôi lớn từ từ nó sẽ hết cái này nha. Khi nó tróc ra hết, nó lớn đủ lớn của nó, cái này nó sẽ tróc. Tróc hết ngay các bạn nha. Cái này còn đang lớn, cái dạng lớp da này nó bị chết ở ngoài nè các bạn. Này, lớp da nó là chết những dạng như thai da vậy đó. Đó các bạn coi nè. Yên tâm, lọt này đang không chết nha các bạn nha. Chà bình thường không có gì hết trơn. Tại mình nuôi cũng nhiều gốc rồi, không có gốc nào ảnh hưởng tới cái này hết trơn. Chà ra nó vẫn sống mà không chà để cũng không sao, chứ để rong rêu nó bám, nhiều người thích nó láng, có nhiều người thích nó sần sùi. Tùy theo cách mình chơi thôi, mình thích sao thì mình chơi vậy. Ngay cái này là không bắt buộc phải theo ai nha. Với lại mình trồng mai hay mình trồng cây gì, chơi cái gì cũng mình cũng chẳng theo một ai hết trơn á. Mình chơi theo sở thích thôi. Tôi thích cái kiểu nào thì mình làm theo kiểu đó, chứ không nhất thiết theo kiểu bắt chước ông này ông nội gì hết trơn á.
Chơi đơn giản tại vì cái sở thích của mình mà, đam mê là đam mê của mình chứ không phải đam mê của ai hết trơn á. Nhiều ông thì thích cái thân quấn vậy nè ha, nhiều ông thích cái nuông vậy đúng không, cho nên mình chơi theo giống người ta. Cái thân quấn như vậy mình không có muốn quấn cũng đâu được, muốn tạo nuông vậy cũng đâu có được đâu, tạo rất là lâu. Cho nên mình cảm thấy mình thích cái loại nào thì mình xài loại đó, chơi loại đó thôi, không cần bắt chước người ta. Tại vì người ta muốn láng chạy người ta, cái nuông của mình nó cái mỗi cái nào nó cũng có cái đẹp riêng hết các bạn. Nó sần sùi nó có cái đẹp riêng của cái sần sùi nè ha, cái láng nó có cái láng đẹp riêng của cái láng, và cũng tùy theo cái mẫu hình của cái gốc cái cây nữa các bạn. Mà nó như cái thằng này nó sần sùi nó xấu nha các bạn nha, nói thiệt thằng này sần sùi xấu lắm, nó không đẹp. Nhưng mà thằng này sần sùi nó đẹp nè, cái nu dưới này sần sùi nó sẽ đẹp nè. Thằng này nếu nó láng nó sẽ không đẹp bằng cái sần sùi nha các bạn. Thông tin thì các bạn cứ để kỹ cái tưởng tượng đi, chứ giờ tôi cũng không biết nói sao nữa, có mẫu dễ coi hơn để mình lựa coi mình những gốc kia cũng nào có mẫu không ha. Để coi cái này cạo ra coi. Ồ, nhìn thấy hơi ngộ ngộ ha, có cái khe nè, có lý ha. Này cạo ra mới thấy nha các bạn nha, cạo cái sần sùi ra mình thấy như cái cũng đầu lắm. Mấy cái này thì mình nếu mình đôn lại mình sẽ trồng đất nha các bạn, trồng trong chậu nhưng mà trồng giá thể là đất nha, để trộn thêm đất vô nữa để cho nó tạo ra bộ rễ cho nó đẹp. Những cái rễ này nè các bạn, nó sẽ có những cái đế đẹp hơn. Còn bây giờ thì thực chất cái đế nó chỉ dính liền rễ nhỏ, không có rễ lớn nữa các bạn, rễ nhỏ cực kỳ không có rễ lớn. Này mà gốc này ngộ ha, để sần sùi mình cũng không thấy, bây giờ cạo ra mới thấy nè, cũng ngầu ngầu ha. Chung những cái mai này bông rất là đẹp nha các bạn nha, cực kỳ đẹp, nhỏ nhưng bông to chứ bông không nhỏ nha, nhỏ nhưng mà rất chắc không, các bạn thấy không, một cái bông là so với cái điện thoại của mình nè, đó to hơn cái điện thoại chứ không nhỏ đâu, bằng với hơn không, thấy không, lú ra bìa cánh mà thấy không, không hề nhỏ chút nào nha. Cây nhỏ nhưng bông không nhỏ, mà bông cũng không ít, lượng bông mà cái cây cỡ này mà bông như vậy, các bạn thấy nút cỡ này nè thì bông các bạn nghĩ nó rất là nhiều. Cái đám mai này hôm trước đúng ra mình đi lấy, mình có quay clip cho các bạn xem, tính quay định quay nhưng mà lu bu quá không quay kịp ha. Nhưng mấy ngày đó mình lu bu dữ lắm, tại vì đi lấy xong rồi, giờ xong rồi mình lên chợ rồi chuẩn bị rồi tiền này tiền kia đủ thứ hết á, lo chuyện này chuyện kia nọ, cho nên không có thời gian quay clip. Vậy làm clip tới ngày hôm nay, thực chất là ngày hôm nay mới rảnh, thì bán chợ ngày hôm nay mới rảnh nè, hôm nay mới rảnh mới khỏe này, ngày hôm qua cũng còn rất là đừ, rất là vất vả, về là nằm ngủ không thôi. Cho nên bữa nay mới rảnh để chia sẻ với anh em những gốc mai còn lại của mình, những mai đẹp nha. Và mình sẽ còn những gốc mai mình chia sẻ với anh em những cách mai trồng mai bonsai mini này nhiều dài dài nha các bạn nha. Tại vì mình có vài loại là cho hết một loại, những cây còn lại mình chừa lại chút xíu nha, để mình trồng lại và mình chia sẻ với cái cách trồng lại cho anh em nha. Tại vì cái bonsai mini này nó cực kỳ khó trồng so với nhiều người, nhưng đối với mình thì nó vẫn bình thường, so với những cây mai tàn và mai này đều vẫn bình thường đó. Nhiều người thì rất là sợ nó, không biết có trồng sống hay không, có quan niệm tâm lý lớn. Anh em đi mua mai thì chắc ai cũng để chỗ đó ra đơn xương, cái mình đi bán mai lúc nào cũng vậy, 100 người vô hỏi đều hỏi cái mai bonsai sai này nè trồng sống hay không, qua năm tôi mua về cái trồng nó chết queo ha. À, đó là tâm lý chung nha các bạn nha. Thì những người mà mua mai của mình á thì mình cũng nói rồi, hỏi mình cách trồng, cách trồng sao á, nói thiệt với các bạn mà chia sẻ tại chỗ nó không biết tiền nào mới xong. Cho nên thì mình cũng có hứa với những người mua mai của mình á là mình sẽ chia sẻ những cái cách chăm sóc mai này toàn bộ luôn cho Tết luôn. Và mình cũng đã chia sẻ cái kênh của mình cho những người mua những gốc mai của mình, đúng không? Cho nên mà ta nói rồi thì phải làm, cho nên làm cho anh em chơi mà sống bao đẹp luôn, lên lớn đàng hoàng, càng ngày càng lớn chứ không nhỏ nha các bạn nha. Nói được làm được nha các bạn nha. Còn nhiều anh em mà cứ chê mai xấu mai đẹp gì thì mình bỏ tay. Mình thì hay là cái kỹ thuật này nọ, mình thì là kỹ thuật của mình thì đơn giản lắm, chỉ cái là mình chơi theo kiểu đụng đâu làm đó, chứ mình không có chia sẻ với anh em theo kiểu mà bữa nay tôi suy nghĩ cái ngày mai tôi làm cái gì, ngày mốt tôi làm cái gì, hay ngày kia tôi chia sẻ với anh em cái gì, không có. Tôi chia sẻ, mình chia sẻ với các bạn cái cách trồng mai hay cách bón phân gì á đều là tùy hứng nha các bạn nha, đa số là tùy hứng. Mình ra mình thấy gốc mai bị cái gì đó, chăm sóc cái gì đó thì mình làm rồi mình chia sẻ luôn, chứ không có nói ngày mai vô phân này, ngày mốt vô phân nọ, là mình cái lịch trình đó mình không hề có nha. Chưa bao giờ mình chia sẻ nên cái trồng mai mà có lịch trình hết á, hay là báo trước gì hết á. Cho nên là mình chỉ chia sẻ anh em theo cái kiểu mà tùy hứng thôi, nhưng mà đảm bảo với anh em là anh em trồng là cái mai lên tốt, sống khỏe, bông to, nhiều bông chứ không ít bông, nếu làm theo đúng cách của mình. Còn những anh em nào mà chuyên nghiệp rồi, chuyên môn rồi á thì xem cho vui thôi nha. Thì mấy anh em rành quá mình không có dám múa rìu qua mắt thợ, mình chia sẻ những clip này dành cho người mới thôi.
Thôi video của mình ở đây cũng tạm kết thúc nha các bạn nha. Nếu các bạn thấy yêu thích video thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Và cũng đừng quên bấm vào chiếc chuông bên cạnh nút đăng ký nha các bạn nha, để nhận những clip mới nhất trên kênh của mình nha các bạn nha. Ôi chà, này là thiếu chi đây nè các bạn. Tạo chi này, cái bonsai này mà tạo chi rất là khó nha các bạn nha, cực kỳ khó nha, chứ không giống như mai tàng đâu nha. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!